cựu phó hiệu trưởng chiếm đoạt tiền tỷ, vu khống chủ nợ. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh làm rõ lý do quy hoạch như vết dầu loang. Khởi tố tổng giám đốc và 21 nhân viên dàn cảnh bán dự án ma tại Đồng Nai. Cựu phó hiệu trưởng chiếm đoạt tiền tỷ, vu khống chủ nợ. Thưa quý vị, cựu phó hiệu trưởng một trường học ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Người này còn thuê người dựng màn kịch đòi nợ để vu khống, đe dọa chủ nợ. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đỗ Thị Minh Huệ, 44 tuổi, cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã La Đê, huyện La Grai, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Phú Quý, 54 tuổi, chồng cũ của Huệ, 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, Huệ thông tin gian dối đang kinh doanh buôn bán vàng, USD lợi nhuận cao, có khả năng xin việc, chuyển công tác, từ đó lừa 5 người để chiếm đoạt số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó, bà LTB, chú phường Đống Đa, thành phố Pleiku, bị Huệ chiếm đoạt nhiều nhất với hơn 4,2 tỷ đồng. Nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản, tháng 4 năm 2020, Huệ và Quý thuê Hà Văn Đại, Nguyễn Tư Biên và Tý, chưa rõ lai lịch, đến nhà vừa dùng súng uy hiếp đập phá tài sản của Huệ với lý do đòi nợ. Lúc này, Huệ sử dụng đoạn camera ghi lại cảnh đòi nợ trên để vu khống tố ngược lại bà B, với mục đích khiến người này lo sợ mà hủy giấy nhận nợ và không dám tố giác Huệ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra hành vi của những người được Huệ thuê dàn dựng cảnh đòi nợ để uy hiếp bà B. Lập công ty bán khống 680 tờ hóa đơn trị giá 217 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau khi thành lập công ty, dù không hoạt động kinh doanh sản xuất, nhưng các bị can đã móc nối bán khống 680 tờ hóa đơn trị giá 217 tỷ đồng. Tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho hay, vừa khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, 6 người bị khởi tố gồm Huỳnh Nhất Giang, 31 tuổi, ngụ Bình Dương, Chu Văn Kiên, 32 tuổi, Phan Quang Tiệp, 41 tuổi, Bùi Văn Trung, 49 tuổi, Lưu Thị Hiền, 43 tuổi và Trương Thị Thùy, 33 tuổi, cùng ngụ Bình Phước. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính nên vào cuộc điều tra. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2022, Giang và Kiên cùng thành lập 3 công ty có địa chỉ tại thành phố Đồng Xoài. Các công ty này gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Thái Xuân Hương và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quang Mạnh. Dù các công ty trên không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ nào, tuy nhiên Kiên cùng Giang đã xuất khống hoặc thông qua Tiệp, Trung, Hiền và Thùy là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp với tổng giá trị thanh toán hơn 217,2 tỷ đồng nhằm thu lợi bất chính. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can. Trong số 6 người bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh làm rõ lý do quy hoạch như vết dầu loang. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những nơi phát triển không hợp lý tại thành phố Hồ Chí Minh cần gom lại khi thực hiện quy hoạch. Phần đất chưa làm gì cần giữ làm không gian xanh, đất dự trữ cho thế hệ sau. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị báo cáo đầu kỳ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị tư vấn làm rõ các vấn đề trong quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh hiện tại để tìm những giải pháp định hướng lớn trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ra soát điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết việc đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch không gian ngầm, ứng phó biến đổi khí hậu và hàng loạt vấn đề lớn khác. Đi cùng với đó là sự điều chỉnh quy hoạch cùng thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của địa phương. Theo nghị quyết 24 và nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, thành phố Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng, không chỉ của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà là của cả nước.
Thành phố cũng là cửa ngõ đại diện Việt Nam trong giao tiếp với khu vực và thế giới, là một đầu tàu, trung tâm có năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, ông Phan Văn Mãi nêu định hướng. Đề cập tới vấn đề liên kết vùng, người đứng đầu chính quyền thành phố đặt ra hàng loạt câu hỏi cho các đơn vị có mặt về việc phối hợp với các địa phương khác để tạo không gian rõ nét về phát triển các ngành kinh tế. Ngoài ra, vấn đề về liên kết giao thông cũng được nhắc tới. Thành phố Hồ Chí Minh có quy hoạch mạng lưới metro 220 km và đang rà soát bổ sung quy hoạch hệ thống metro này lên gấp đôi. Vậy thì các tỉnh, thành khác có cần metro không? Có cần một mạng lưới đường sắt vùng bên cạnh, đường bộ hay không? Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đưa ra câu hỏi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiệm vụ của quy hoạch chung là định hướng phát triển không gian đô thị gắn với kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Phan Văn Mãi yêu cầu đơn vị tư vấn cùng các sở ngành phân tích lý do khiến thành phố Hồ Chí Minh không làm được TOD, không phát triển đô thị đa trung tâm mà chỉ quy hoạch như vết dầu loang thời gian qua. Những nơi lan tỏa không hợp lý cần được gom lại khi thực hiện quy hoạch, để khi nhìn từ trên cao, thành phố sẽ sáng rõ nét ở các điểm, không lòe nhòe ở toàn bộ không gian. Các phần còn lại khi chưa làm gì thì giữ làm không gian xanh, đất dự trữ để con cháu chúng ta thông minh hơn sẽ nghĩ ra cách để làm. Ông Phan Văn Mãi quán triệt. Trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu qua quy hoạch, thành phố cần giải quyết được các vấn đề về ngập nước, kẹt xe và môi trường. Các giải pháp đề ra dựa trên phân bố không gian đô thị, công nghệ, xu thế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Khởi tố Tổng Giám đốc và 21 nhân viên dàn cảnh bán dự án ma tại Đồng Nai. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc Nguyễn Văn An và 21 thuộc cấp đã bị khởi tố bắt tạm giam điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bán dự án ma tại Đồng Nai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với 22 người thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Lộc Phúc, Công ty Lộc Phúc. Những người này liên quan đến vụ việc núp bóng doanh nghiệp bất động sản bán dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 22 đối tượng là thành phần chủ chốt của công ty, gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn A, 27 tuổi, các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản trong sự kiện bán dự án ma tại huyện Tràng Bom. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, từng là chủ công ty Lộc Phúc, là chủ mưu điều hành mọi hoạt động công ty. Chiều 31 tháng 8, hàng trăm chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai chia thành nhiều tổ công tác ập vào kiểm tra sự kiện mở sàn giao dịch tại một dự án ma thuộc xã An Viễn, huyện Tràng Bom của công ty Lộc Phúc. Hơn 20 người trong đó có Nguyễn Văn An bị tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ ngày 31 tháng 8 đến nay, đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty Lộc Phúc với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng.